Rồi, xin mời chú Tâm và vị trí chú. Rồi, chúng ta gặp nhau thì sao? Cục ngõ, vị trí chú. Thưa quý vị, hôm nay thì cũng có cái dịp gặp lại chú Tâm cũng giống như là vị trí chú trong một cái buổi chiều chủ nhật đẹp trời. Thì anh em chúng tôi cũng có nói chuyện sơ qua về một số những cái tin tức mà gọi là tin mà nghe mà tức gì đó. Thì có một cái tin phải nói rằng là rất đặc biệt mà quốc võ sẽ dừng lời lại. Trước hết thì mời chú Tâm đi, chú Tâm chào khán giả trước, rồi sau đó dừng lời lại về cái câu chuyện cho vị trú ha. Rồi, trước nhất là cho chú Tâm chào kinh quốc võ. Dạ. Chú Tâm chào bên kinh của vị trí chú. Dạ. Chú luôn luôn cầu chúc cho hai kinh của hai cháu luôn luôn lúc nào cũng phát triển tốt. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú mà khán giả nào cũng như chú là hai kênh phát triển lắm. Vũ xin chào anh bên kênh quốc võ và vị chú chú Tâm. Thì mấy ngày hôm nay thì chắc là trong cộng đồng hải ngoại nóng nhất là vụ Vương Phạm Kiềm Phiêu Đồng. Là Vương Phạm là một YouTuber, cũng là một công ty Fast Boy ở Houston, Texas. Và Kiềm YouTuber Phiêu Đồng tại Vancouver, Canada. Đó. Và cái vụ kiện thì luật sư của Vương Phạm đã gửi và Phiêu Đồng đã nhận được. Thì Phiêu Đồng phải trả lời để respond, là vì đã là luật sư đưa đến tận nhà và nhận lời phải trả lời, còn không thì mình thua, giống như là mình thua kiện rồi. Và Phiêu Đồng cũng trả lời và bắt đầu quá trình pháp lý từ đây. Và nó có vẻ như câu chuyện đưa ra đi theo nhiều chiều hướng khác nhau. Thứ nhất, ban đầu tưởng là câu chuyện về dân sự và những cái bốc đồng bốc nổi của Vương Phạm một kho bớt khi mà đưa ra những cái thông tin nó không có gọi là quá mức và bốc và anh Phiêu Đồng được bóc phốt. Nhưng có một cái vấn đề mà mình đang thấy nó đang có xu hướng để đưa qua một cái vấn đề gọi là chính trị, gọi là chụp mũ đó. Và chụp mũ vấn đề ở hải ngoại này cũng xảy ra rất là nhiều. Và đặc biệt là nếu mà Vương Phạm mà bị chụp mũ á, gọi là Việt Cộng á, thì chắc đó anh ta sẽ khó là mang về, vì khách hàng ở hải ngoại là những người cộng đồng người Việt mà sản phẩm của anh ta là phục vụ cho những điểm nail đó, mà ghi về chụp mũ bị cục mũ như vậy là khó là mang về, vì họ sẽ tẩy chay. Đó, ok. Như vậy thì quý vị cũng nghe sơ sơ và thông thoáng thôi, nói chung là có nhiều người cũng chưa hiểu câu chuyện cái lý do mà tại sao lại là Vương Phạm lại kiện Phiêu Đồng. Ha, tức là hồi nãy giờ là vị trú cũng mới nói nhiều một cái tổng quát thôi. Yeah. Mà chưa có rõ ý lắm. Thì có võ cũng xin trình bày một xíu theo cái hiểu biết của mình thôi, là đầu tiên á là Vương Phạm là một du học sinh mà năm nay thì chúng mới chừng 31 tuổi thôi. Thì đã đi học ở đây, du học và đã lập nghiệp ở đây và đã sáng chế là những phần mềm mà để giúp ích cho những cái tiệm tùng, tiệm nail cái nào đó đó tại Mỹ này, và coi như là trở thành một triệu phú trẻ mà là sinh viên du học, thì cái chuyện này là lạ. Và trong thời gian mà theo dõi Vương Phạm thì quốc võ cũng không thấy anh ta là có một cái gì gọi là liên quan tới chính trị cả. Tại vì những người mà làm về kinh doanh đó thì họ chỉ tập trung vào kinh doanh thôi, và họ cũng không có để ý nhiều về chính trị. Thì trong cái câu chuyện này á, không biết là Vũ có thể nói rõ chi tiết hơn về cái vấn đề về cái xuất xứ từ đâu mà Vương Phạm lại kiện Phiêu Đồng hay là không? Lúc đầu mình cũng tưởng là Vương Phạm kiện chủ yếu là vấn đề là Phiêu Đồng chụp mũ Vương Phạm là vấn đề về cộng sản bị cộng rồi thứ hai là những vấn đề về đưa ra những thông tin sai trái, về không chính xác về công ty của ta, những cái phần mềm mà làm cho lừa gạt á, hình thức là có vẻ là lừa gạt, không phải chứ không biết những cái sản phẩm mà nó lừa dối khách hàng, giống như là cái tăng cái gì loại bỏ những cái comment xấu review, review okay, á. Thì cái đó thì nó làm giảm cái lòng tin khách hàng và giảm rất nhiều từ khách hàng. Tuy nhiên thì hôm qua đó Vương Phạm có lên nói vấn đề về cái vấn đề đó, thì mình thấy vấn đề chủ yếu mà Vương Phạm kiện Phiêu Đồng á là vấn đề làm đe dọa đến tính mạng của Vương Phạm và gia đình. Như là Phiêu Đồng đưa lên những clip về súng ống và kiếm và chỉ rõ gì đó, giống như là những cái nói là sẽ tiêu diệt Việt Cộng chẳng hạn. Mà nhiều lần anh ta chỉ trích và lên tiếng nói Vương Phạm là Việt Cộng. Rồi có những comment của những người khán giả
là nói tiêu diệt Việt Cộng VP là viết tắt của Phương Phạm nha. Thì Phương Phạm cảm thấy bị đe dọa. Đó, và thứ hai là về xúc phạm về về những thông tin như là Việt Cộng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta, và những cái sản phẩm đánh giá sản phẩm mà ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh ta, thì anh ta kiện Phương Phạm về những cái việc đó. Đó, như vậy thì ở đây có chú Tâm là một người cũng như là có từng trải và sống rất lâu năm ở Mỹ rồi, ngoài rồi. Thì theo cái quan điểm của chú về câu chuyện này thì chú thấy một cái tầm nhìn mà tổng quát thì như thế nào? Không, chú thấy là để em nói rõ xíu về xuất xứ của Phương Phạm mà Phương Phạm nói trên của miếu bệnh mình ha. Okay. Và vấn đề phi đồng chụp mũ và bị cộng á, là Phương Phạm là có người có ông bà bên nội bên ngoại là phục vụ cho cộng sản hồi xưa, và là chết và hy sinh thay trên cái cuộc chế độ bên kia đó. Thì cũng là có là Phương Phạm giới thiệu là có hai bên là phục vụ cho cộng sản vũ xa luôn. Và anh ta thấy cái hình mà Phương Phạm vào đi thăm ông bà là liệt sĩ ở Việt Nam, và anh ta nói là vì những cái đó thì tôi thấy là anh ta Phương Phạm là con cháu của những người bên cộng sản, thì anh ta nói là Việt Cộng là đúng rồi. Đó, thì chú Tâm suy nghĩ sao nữa? Đối cá nhân chú đó, chú ở đây 40 năm, ở Mỹ 40 năm rồi. Chú đã chứng kiến rất là nhiều cái gọi là người ta xuống đường rồi chống cộng rồi thế này ở phố Ung Sa đó, rất là nhiều rồi, quá nhiều. Cá nhân chú á, đất nước giờ đã giải phóng được 47 năm rồi, cũng gần như 50 năm. Mà đất nước bây giờ đó, cứ đục chút một người nào đó không thích một người nào đó, hay gán cái tục là Việt Cộng, rồi gán chụp lên mũ họ những cái nó không có đúng. Chứ không có thích như vậy, chú đã chứng kiến ở Bốn Sa thì quá nhiều rồi. Một người đó không thích người đó là ok, cứ chụp mũ là Việt Cộng là ok, là làm cho cái cơ sở làm ăn người ta cũng rất là phức tạp. Đó, thì chú có nói đây, đất nước mình bây giờ đã sau chiến tranh đã đổ vỡ, nay đã thống nhất về một phía, đất nước đã phát triển lên rất là nhiều. Hãy về đi và chứng minh và nhìn thấy những cái đất nước mình phát triển như thế nào. 10 năm nữa thôi, Đại Hàn, Singapore, Korea sẽ noi theo Việt Nam mình. Đất nước thay đổi rất là nhiều. Đừng có bên đây đụng chút vì ghen ăn tức ở hay hiềm thù với tính cách một cá nhân nào đó, và luôn luôn là chụp mũ người ta là cộng sản. Chú không thích cái đó, chú hoàn toàn chú không thích. Ok, vui thì cũng sao hết, không vui nói cháu đã thấy có ai lập được một cái nước nào đã được giải phóng cộng sản, có ai lập được chứ? Đó, hay là họ chính họ là họ thôi. Chưa một nước tự sụp đổ thấy nó cộng sản đấy. Chưa một nước nào mà ok ở đây rồi bơm tiền về hoặc này kia mà có thể lật đổ được, quên đi đó đi. Với kinh nghiệm biết bao lâu nay rồi, đó, mình là người Việt, đối với chú con cháu qua đây du học, học được cái hay của nước Mỹ, của nước ngoài, đưa về rồi mình xây dựng đất nước của Việt Nam mình. Đó là điều chú rất là mong muốn điều đó xảy ra. Con cháu qua đây du học sinh, đó là chú khuyến khích những cái trường hợp như vậy. Và đừng khi mà thấy người ta thành công vì ác ý về một cái điều gì đó là chụp mũ lên cái đầu họ là một cộng sản, chú hoàn toàn chú không có chấp nhận chứ. Chú ở đây chú đã chứng kiến quá nhiều rồi, chú không muốn nói tên ra nữa rồi, chú mệt. Chú nhìn mà thấy chú buồn cười. Đó, giải phóng hay về đến Hà Nội đi, người nào có cái lòng ok chú support cho tiền máy bay anh ở, chú support, chú nói thiệt đã nào đó. Hay là mình đứng đây mình cứ chửi hoặc mình la lối, chú không thấy cái đó. Thực tế lên một chút đi, please. Đó, còn nói mà tất cả các cháu trong tương lai, chú chỉ mong muốn qua đây học hỏi những cái hay của nước ngoài
về mình đóng góp và xây dựng đất nước mình để một ngày đó phát triển, cái đời sống dân mình nó càng ngày nó càng cao sánh các nước chung quanh. Nay mai Việt Nam mình sẽ được nâng tầm mà mọi nước sẽ nhìn đó theo nó học hỏi. Đó là chú biết một điều chắc chắn, thì người Việt Nam mình rất là cần cù, chịu khó và luôn luôn học hỏi. Chú tin chắc cái điều đó sẽ xảy ra cho đất nước Việt Nam mình. Đó. Yeah. Cái thông tin Vũ, em đưa thông tin thêm về cái vấn đề về cái nguyên gốc về cái vấn đề về tài chính để mà kiềm ngược lại Vương Phạm đó, thì cái thông tin như thế nào đây? Thì anh chàng Phi Đồng này cũng mở cái quỹ để gây quỹ cho cái pháp lý theo luật sư ở bên Canada. Thì theo vị chú quan sát thì bây giờ cũng hơn gần 20.000, trong cái target của anh ta là 50.000. Và vấn đề đây mình thấy là cái sự gây quỹ này nó rất là vô lý. Tại vì đây là một sự kiện giữa cá nhân và cá nhân. Đúng rồi. Mà những người bỏ tiền vào đó chẳng qua là một cái sự mâu thuẫn nhau của hai cá nhân, mà mình phải gây quỹ mà mình bỏ số tiền đó, thay vì cái số tiền đó mình dùng cho những hoạt động xã hội ở bên Mỹ, bên Canada hay là Việt Nam cũng có những mảnh đời khó khăn. Đúng. Tại sao mình không sử dụng cái số tiền đó một cách hiệu quả? Đây là một chẳng qua chỉ là một sự đấu đá với nhau giữa hai cá nhân người Việt, mà bên nào thắng thì theo em cũng là một sự thất bại của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Có sự đấu đá lẫn nhau, không bên nào là chính nghĩa và là vì cái người Việt với nhau cả. Không, em nói hay. Đúng. Yeah. Chú cũng có công nhận cái đồng ý của chú. Yeah. Cũng như là một số kênh bây giờ cũng vậy đấy. Yeah. Hay những cái cuốn võ. Đồng chung cái là ok, có chuyện gì bắt đầu mình kêu gọi. Ok, cái quỹ pháp lý. Mình có gan chơi, mình có gan chịu. Đúng rồi. Đó, đồng chung là kêu gọi cộng đồng. Làm ơn cảnh cái chuyện đó. Mấy ông làm YouTube thì ông lại lấy tiền, ông bỏ túi riêng. Đúng rồi. Và sau này những đụng kiện cái là kêu gọi cộng đồng là sao? Thì bởi mà. Đó, sau khi mà đụng chuyện thì lại gọi cái vào cộng đồng này gây cho hứng, mình có chơi mình có chịu. Yeah. Có chơi có chịu, và có những cái ở bên trong mình không biết được nha. Nhiều khi thì chúng chỉ hy vọng là ok, họ cũng làm cho nó đúng, đừng có lợi dụng. Phải không? Đó. Đúng rồi, nhiều lúc người ta lợi dụng cái số tiền đó, người ta sử dụng cho một cách khác nữa, mình không biết được. Đó, không biết được. Tại vì ok, cũng như mấy chú nói đó, chú làm một cái gì cũng vậy, chú phải công khai. Yeah. Liệt kê từng người một cho mình bao nhiêu. Yeah. Và mình post lên cho mọi người thấy và tổng cộng cái số tiền mình chi bao nhiêu, rồi mình chi cho cái tiền gì gồm cái gì, tiền gì là bao nhiêu đó, rồi mình sau khi cái tiền chi thu và mình thông báo cho tất cả mọi người. Có nhiều cái họ cứ lợi dụng đụng chút là ok lên là gây quỹ cho người, chú phải thấy. Yeah. Lên rồi chụp mũ người ta, nói xấu người ta cho đã, chửi người ta cho đã, rồi đến lúc người ta thưa mình thì đứng lên lại kêu gọi cộng đồng, gây ra một cái quỹ pháp lý. Mà có những cái, có nhiều cái bên chú không biết là bên trong như thế nào. Yeah. Đó. Thực ra ở Việt Nam rồi Mỹ có nhiều mảnh đời rồi nghèo khó càng đỡ. Nếu mà gây quỹ để giúp những mảnh đời đó thì mình ủng hộ. Thôi mà gây quỹ để cho việc tranh chấp cãi lộn nhau giữa hai cá nhân. Đúng. Mà gây quỹ cộng đồng, gây quỹ thì có là vô nghĩa. Thay vì dùng cái đề đó, ok, ở Việt Nam còn biết bao nhiêu nghèo khổ. Nhưng khi chú thấy trời mưa, hai vợ chồng ba đứa con mà chạy mà tránh nước mưa tội nghiệp đó. Yeah. Rất là tội nghiệp. Bởi vậy chú nói là chú chỉ cầu xin làm sao mà tới lúc bạn bè chú làm ăn nó tương đối thành công, thì anh em của mỗi năm á, mỗi người đóng góp ít, rồi mình nhìn thấy cái nhà nào mà thực sự cần chú xây. Yeah. Chú cứ cho tiền lẻ, xây hẳn căn nhà cho ta đàng hoàng. Yeah. Đó là chú thích là gì vậy? Yeah. Đó. Chứ đụng chút là ok, cứ lên chửi cho đã, nói xấu người này nói xấu người kia, xong rồi bên kia đến lúc người ta đông đơn thưa. Yeah. Thì lại lên cộng đồng lại xin tiền đó. Thì chú hy vọng khi mà mình xin tiền đó thì cũng phải minh bạch chút. Yeah. Cho rõ ràng, chứ có những cái mà chú cứ cảm thấy chú mất niềm tin. Yeah. Bởi vậy chú làm cái gì cái chính chú này, ok, rồi về bên đó phải quay phim cho chú, rồi ok, hình ảnh thì kia cho chú, phải người thật việc thật. Yeah. Một đồng mình chi ra tiền gì cũng như là quốc bố mới nói đó. Yeah. Đó, tại vì cái tiền thâu vô không biết đâu cái rồi làm gì nữa. Yeah. Đó là cái chính chú thôi. Yeah.
rồi quan điểm của anh được anh cũng vợ chứ. Nãy giờ hỏi em với anh Trung Tâm rồi, anh rồi sao rất là đồng tình, rất là đồng tình như những gì Cứu nói, kể cả Vũ nói luôn. Cái vấn đề về chống cộng cũng vậy nữa, cái vấn đề về chống cộng tại hạng ngoại mình thì bây giờ chống là cái được cái gì không mình chú mấy năm chú thấy hết rồi. Em nghĩ cái này chúng ta sống ở Mỹ á thì tự do, cái quyền tự do, nếu mà chống thì em cũng nghĩ là ai muốn chống thì chống, nhưng mà mình chống mình cũng phải là mình chống văn minh lịch sự và có là những người đàng hoàng. Không phải mình chống một cách vô liêm sỉ. Tại vì em thấy nhiều người chống một cách vô liêm sỉ nó khác rồi. Mình còn tệ hơn người ta nữa. Thì mình chống cái gì? Mình chống là mình tệ hơn người ta, mình vô liêm sỉ. Khi ghét cái là cái phục vụ á. Mình vô liêm sỉ quá. Thì mình tệ hơn người ta nữa, thì mình đúng chống rồi. Thì mình không phải là người đàng hoàng, thì mình không nói mình chửi cộng sản, nhưng mà mình là người vô liêm sỉ thì mình không thể mình chứ đồng ý với Vũ. Chủ chất luôn đồng ý với Vũ cái câu này luôn. Tức là đụng chút vừa ý mình ra hết, không vừa ý mình là chụp mũ rồi nói xấu. Nói chung mới thích hết. Mình không phải đàn ông, không phải đàn ông. Mình đàn ông là mình phải làm những cái việc ok cho gia đàn ông, ok thôi. Đó là riêng cá nhân và quan điểm của chú là như vậy. Coi như là bất cứ chế độ nào cũng có người xấu người tốt. Đúng. Quan trọng là bây giờ xây dựng. Đúng. Tức là làm sao cho người Việt Nam của mình ở trong nước đó, họ bớt khổ ha. Đúng. Họ càng ngày càng phát triển. Dân trí càng ngày nâng cao. Đó, đời sống cao đó. Nhưng bây giờ chú thấy là người Việt Nam bây giờ hầu như người nào người nghèo cũng được có bảo hiểm sức khỏe. Rồi những cái hộ nghèo thì cũng được nhà nước cũng chăm lo, thì đương nhiên làm sao bằng nước Mỹ được. Đó. Cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà chính phủ gửi giao cho cái người dân nghèo thôi, một cái số tiền rất nhỏ, nhưng sao mình so sánh với Mỹ với lại Việt Nam mình được. Nhưng mà chú hy vọng ok đất nước mình mỗi ngày mốt phát triển rồi tương lai ok để sánh bằng với lại các nước nay mai, là chú nghĩ chỉ cho vòng 5-10 năm nữa thôi, đất nước mình nó sẽ khác lắm. Tại vì những lần chú về là chú thấy nó có nhiều cái thay đổi lắm rồi. Rồi tương lai thì thế nào, mình nói cái chuyện vui chút xíu đi. Sẵn đây thì ba chú cháu mình sắp tới hè này có định du hành Việt Nam chứ không? Thì những dự định của Quốc Võ là gì? Về thi chú thì nghe nói tháng 6 đúng không? Vũ cũng có ước mơ đó là về Việt Nam để thực hiện một cuốn du hành đi tất cả những thành Việt Nam từ Bắc và Nam, Bắc vào Nam, để ghi hình những cái thước phim, những cảnh đẹp, những cái hiện tại của Việt Nam như thế nào cho đồng bào mà hải ngoại biết được thực tế như thế nào. Và hy vọng là hè này có thể dịp về để ghi hình lại và có anh Quốc Võ và chú Tâm đồng hành. Rồi thì chú cũng hy vọng mà ngày nào đó rồi chú cũng đi cùng với Quốc Võ và Quốc Vũ. Chú cháu mình sẽ làm một chuyến về thăm Việt Nam, thấy không? Để mình sẽ nói ra được hết. Chú đó chú về chú đã thấy được nhiều cái lắm rồi. Quay lại hết. Chú sẽ thấy được nhiều cái. Thật sự là mấy chú cháu mình cũng chưa đi hết Việt Nam nữa. Chưa. Ngày xưa cháu từng làm ngành du lịch nhưng mà vẫn chưa đi hết. Còn nhiều cái để đi lắm. Đúng rồi, rất là nhiều chỗ mà mình chưa có đi tới. Tại vì Việt Nam cũng nhiều cái thắng cảnh cũng rất là đẹp, mà cả thế giới mà người ta đều đến, họ đi họ thích lắm, họ rất là thích. Có cái gì phim mà cái thác Sơn Đồng á. Sơn Đồng mà lên rất là đẹp, và nhiều phim họ sử dụng để làm phim rất là đẹp với chú. Và em đi Sơn Đồng em cũng muốn đi đó. Một trong những cái thắng cảnh mới khám phá ở Việt Nam. Ở đâu Quảng Bình thì ở đâu ha? Quảng Bình, đâu Ninh Bình á. Sơn Đồng. Đó thì có nói chung là thôi, một cái thời gian sắp tới sẽ có nhiều cái tin vui. Bây giờ thì năm mới thì cháu cũng chúc chú là sức khỏe ha. Chúc nào cũng phong độ. Thank you cháu. Thank you Vũ. Chúc chú sức khỏe nha. Rồi, thank you. Thôi cho chú gửi lời chào hết tất cả kênh của Quốc Võ với lại vị trí chú luôn nha. Luôn luôn chú chỉ cầu chúc hai kênh của Vũ và Võ là lúc nào cũng càng ngày càng tốt đẹp và được mọi người thương yêu. Đó là điều chú luôn luôn chú theo dõi. Mình có hẹn hò gì khán giả ngày mai ngày mốt gì về những cái câu chuyện này không? Anh em mình có hẹn hò gì không? Nếu mà câu chuyện về Vương Phạm chắc là sắp tới nó sẽ là nóng bỏng và có nhiều tình tiết hơn nữa. Nếu mà Vương Phạm nghe được clip này và muốn vị chú và anh Quốc Võ cũng mắt muốn trực tiếp phỏng vấn Vương Phạm và cũng chia sẻ để cho Vương Phạm cũng biết được không phải là
những ai ở bên hải ngoại cũng đồng suy nghĩ với những người ở bên kia là mình có những cái muốn đưa cái một cái công bằng cho cộng đồng và xã hội. Rồi, ok, cảm ơn tất cả quý vị và xin chúc cho tất cả mọi người tốt lành. Rồi, chào cả nhà. Rồi, I love you.